Cái đạo lý mà tụi con được học trong suốt khóa hè là điều gì? Cái điều gì tụi con thấy là cốt lõi nhất? Thương yêu, phải không? Đúng như vậy, thương yêu. Thương yêu là đạo lý cốt lõi nhất của cuộc sống. Nhưng thương yêu là cái cốt lõi, nhưng mà khi đụng chuyện thì nó biến thành thế này, nó biến thành thế kia. Chứ nó không phải là cố định một cái. Ví dụ như nước nha. Nước có thể là ở thể lỏng, nhưng mà khi ở nhiệt độ thì thể rắn, và ở nhiệt độ khác nó thành thể khí, vân vân. Cũng tình thương yêu cũng vậy. Khi tụi con được học tình thương yêu, tụi con phải biết vận dụng cho linh hoạt, sâu sắc trong cuộc sống. Chứ không phải thương yêu chỉ là thương yêu. Bây giờ tới trường hợp thứ tư là trường hợp khó. Tụi con thương một người mà người đó là người xấu, người đó là người ích kỷ, hẹp hòi, có khi là tàn nhẫn, khi là ác độc, có khi là tội phạm, thì tụi con làm sao? Uống nắng khuya nhủ, đúng. Gì nữa? Gì nữa? Uống nắng khuya nhủ thì sao? Nếu uống nắng khuya nhủ không được thì sao? Hả? Nói khó thế này, nếu tụi con thương một người mà người đó xấu như vậy, không có đạo đức, làm điều hại cho người khác, thì tụi con có bốn việc phải làm đối với người đó. Thứ nhất là phải ngăn chặn, bằng cách gì đó thầy không biết, ngăn chặn không cho người đó làm hại người khác. Thứ hai là cảm hóa người đó. Hồi nãy tụi con dùng cái chữ khuyên nhủ á, là cảm hóa người đó. Thứ ba là gì? Phải quở phạt người đó. Nếu tụi con có quyền, nếu người đó là con mình hay là người dưới quyền của mình mà người đó vi phạm, thì con phải quở phạt nghiêm khắc để người đó thấy được lỗi mà không có tái phạm. Và trường hợp thứ tư, mà nếu đó là một người không thể cải hóa, không thể khuyên nhủ, thì con không thể ngăn chặn người đó làm việc ác, thì tụi con phải làm gì? Chiến đấu. Tốt, tốt thôi, thì con làm gì đó làm không biết. Nhưng miễn làm sao mà bảo vệ được những người lành, phải không? Có khi phải tiêu diệt cái người xấu. Cho nên tụi con thấy cái tình thương yêu nó biến thể ra rất nhiều dạng. Từ cái mình ủng hộ, mình giúp đỡ, mình khen ngợi, mình vui mừng với người tốt, mà cho tới cái trường hợp mà nhiều khi phải tiêu diệt luôn cái người xấu luôn, mà nó vẫn là tình thương yêu.